Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Mở đầu là liên quan giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Chính phủ Washington tuyên bố Hoa Kỳ có thể sản xuất vũ khí chung với Đài Loan. Vào ngày hôm qua, 4 tháng 9, một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết rằng chính phủ Washington không loại trừ khả năng sẽ sản xuất vũ khí chung với Đài Loan Tân giám đốc được bổ nhiệm của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan là ông Raymond Green phát biểu về nhu cầu phòng vệ của Đài Loan là mối ưu tiên hàng đầu đối với các đợt cung cấp vũ khí từ chính phủ Washington. Ông cho biết như sau, hiện nay Hoa Kỳ đang phối hợp với một số quốc gia để xem xét khả năng mở rộng việc sản xuất chung vũ khí quân sự và Hoa Kỳ không loại trừ khả năng Đài Loan sẽ trở thành một trong những nhà đồng hành tiềm năng trong tương lai. Vẫn theo ông cho biết như sau, việc duy trì sự cân bằng chiến lược trong khu vực sẽ thúc đẩy mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Hãng tin Reuters cho hay, hiện nay Hoa Kỳ là nhà tài trợ quốc tế và cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan. Vào tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê chuẩn hai hợp đồng bán máy bay không người lái và phi đạn cho Đài Loan trị giá tới 360 triệu Mỹ Kim Tuyên bố nói trên được đưa ra trong lúc một phái đoàn của Đài Loan gần đây có chuyên viên tham tới Hoa Kỳ để tham gia cuộc họp bí mật đặc biệt. Vẫn theo hãng tin Reuters, Đài Loan quyết tâm gia tăng năng lực phòng vệ của chính mình. Đài Loan cho biết rằng mức chi tiêu cho hoạt động an ninh của Đài Loan sẽ tăng 7.7% vào năm tới, vượt xa mức tăng trưởng kinh tế dự kiến để bổ sung thêm máy bay chiến đấu và phi đạn. Phái đoàn từ hàng chục nước châu Phi đổ về Bắc Kinh tham dự hội nghị thường đỉnh. Vào ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và Châu Phi diễn ra tại Bắc Kinh khẳng định quan hệ giữa hai bên đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Ông Tập cam kết hỗ trợ hơn 50 tỷ Mỹ Kim cho các quốc gia Châu Phi và tạo ra ít nhất một triệu việc làm trong 3 năm tới đây. Tại đại lễ Đường Nhân dân, Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với châu Phi trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng cơ sở, thương mại và đầu tư. Chính phủ Trung Quốc dự kiến cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 50,7 tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy phát triển tài lục địa này. Hội nghị lần này quy tụ hàng trăm giới chức, nhà hoạt động, chính sách, doanh nhân từ Trung Quốc và bờ 48 quốc gia châu Phi với mục tiêu thảo luận về các giải pháp tài chính và đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng nợ gia tăng tại châu Phi. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tài trợ nhiều dự án hạ tầng cơ sở lớn tại châu Phi. Tuy nhiên, cũng đối mặt, họ cũng phải đối mặt với chỉ trích về việc tạo ra các khoản nợ không bền vững. Tuy nhiên, ông Tập tin tưởng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ mang lại những thành quả mới. Ngoài ra, Trung Quốc đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Libya và Cameroon, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối ngoại của nước này. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu, có tới hơn 80.000 người tham dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ tế tại Indonesia. Vào ngày hôm nay, năm 7 tháng 9, có hơn 80.000 tín đồ công giáo đã đến tham dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francis chủ tế tại sân vận động Gelora Bung Kano ở thủ đô Jakarta. Đây là sự kiện nổi bật trong chuyến viết thăm kéo dài 4 ngày của Đức Giáo Hoàng tới quốc gia có dân số đạo hồi đông nhất thế giới này theo tin từ các giới chức của Hội Thánh Công giáo Indonesia, đã có tới 87.000 vé mời được phát hành. Trong bài thuyết giảng, Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi các tín đồ hãy xây dựng tình yêu, hòa bình cũng như sự đoàn kết. Ngài nhấn mạnh rằng, hãy gieo hạt giống tình yêu, bước đi trên con đường đối thoại và trở thành những người xây dựng hòa bình. Trước đó, Đức Thanh Cha đã gặp gỡ Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo, kêu gọi nhà lãnh đạo chính trị này hãy chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Đức Giáo Hoàng cũng đến thăm Thánh đường Hồi giáo Istikla và ký tuyên bố về tình trạng biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy các đối thoại liên tôn giáo. Sự kiện này đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên chuyến công du kéo dài 12 ngày của Đức Giáo Hoàng Francis tới khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Những địa điểm đến tiếp theo của Ngài bao gồm Đông Timor, Singapore và Papua New Guinea. Riêng đất nước Indonesia là quốc gia đa tôn giáo với người Công giáo chiếm thiểu số, trong khi người Hồi giáo chiếm tới 87% dân số tại quốc gia này. Thủ tướng Israel nói Hamas bác bỏ mọi thứ về đề nghị ngừng bán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết lực lượng Hamas đã từ chối mọi điều khoản trong đề nghị ngừng bán tại giải Gaza, khiến cho đàm phán lâm vào bế tắc. Ông Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Hamas đã bác bỏ mọi thứ, tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi vì tôi muốn các con tin được thả. Ông Netanyahu còn nhấn mạnh Israel đã tìm cách khởi động đàm phán nhưng không thành công. Ông Netanyahu cũng tái khẳng định quan điểm duy trì lực lượng quân sự tại hành lang Philadelphia dọc biên giới Gaza và Ai Cập để ngăn chặn việc Hamas vận chuyển vũ khí và con tin. Ông cảnh báo việc từ bỏ kiểm soát khu vực này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh Israel. Cuộc đàm phán ngừng bắn do Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập làm trung gian hiện gặp khó khăn khi Hamas yêu cầu Israel rút quân ra khỏi hành lang Philadelphia. Phía Hamas chưa bình luận về phát biểu mới nhất của ông Netanyahu. Tuyên bố của ông Thủ tướng Israel làm giấy lên nghi ngờ về khả năng đạt thỏa thuận trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi các bên sớm tìm ra giải pháp hòa bình. Israel hiện đối mặt với áp lực trong nước và quốc tế sau khi 6 thi thể con tin tì được tìm thấy tại giải Gaza. Campuchia sẽ nhận được hai chiếc tàu chiến mới từ Trung Cộng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia là bà Mali Sochieta mới đây xác nhận rằng Hải quân của Campuchia sẽ nhận được hai chiếc tàu chiến mới được đóng từ Trung Cộng. Những chiếc tàu chiến này thuộc phiên bản Type 56C được kỳ vọng là sẽ giúp cho Campuchia gia tăng khả năng phòng thủ cũng như bảo vệ hòa bình, ổn định hàng hải và nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn bên cạnh đó là trợ giúp cho lĩnh vực nhân đạo trên biển. Theo bà Mali, thì hai chiếc tàu chiến này không phải là tàu đã có mặt tại căn cứ hải quân Riem ở Sihanoukville, mà sẽ được đóng mới theo đề nghị của Camporia. Bên cạnh đó, thì họ sẽ dự kiến được nhận hai chiếc tàu này vào năm 2025 hoặc trễ hơn. Ngoài việc đón nhận hai chiếc tàu chiến từ Trung Cộng, Cambodia cũng được trợ giúp huấn luyện và trang bị từ nhiều quốc gia khác. Bà Mali khẳng định rằng Cambodia là quốc gia có chủ quyền, có quyền tự quyết trong việc hợp tác với quốc tế, miễn là không vi phạm hiến pháp và chủ quyền lãnh thổ. Bà cũng nhấn mạnh rằng Cambodia không chấp nhận bất kỳ sự hợp tác nào đi ngược với hiến pháp, đặc biệt là gây phương hại tới chủ quyền và nền độc lập quốc gia. Malaysia tuyên bố vẫn thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc phản đối. Vào ngày 5 tháng 9, thủ tướng Malaysia là Anwar Ibrahim tuyên bố quốc gia này sẽ không dừng các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông dù bị Trung Quốc phản đối. Phát biểu tại Nga, ông Anwar khẳng định các hoạt động này nằm trong lãnh thổ Malaysia và không nhằm mục đích gây hấn. Ông Anwar nhấn mạnh, Malaysia sẽ tiếp tục bảo đảm lợi ích kinh tế bao gồm khai thác dầu trong vùng biển của mình. Đồng thời, Malaysia sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là phải dừng các hoạt động trong lãnh thổ của mình. Trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố sẽ điều tra vụ dò dị công hàm ngoại giao mật từ Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh cáo buộc Malaysia xâm phạm lãnh thổ khi thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Trong khi đó, phía Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, bao gồm một phần vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và các nước khác. Tuy nhiên, Tòa trọng tài thường trực năm 2016 đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc, khẳng định không có cơ sở pháp lý. Petronas là công ty dầu khí quốc gia Malaysia, hiện đang vận hành các mỏ dầu khí ở Biển Đông, nhưng nhiều lần gặp phải sự quấy rối của tàu Trung Quốc. Năm 2022, tàu hải cảnh Trung Quốc đã áp sát khu vực phát triển khí đốt Kawa Kashawari của Petronas, khiến cho căng thẳng giữa hai nước leo thang. Sang qua Nam Hàng, các giáo viên trẻ tại Nam Hàn bỏ nghề vì đồng lương quá thấp và công việc căng thẳng. Các giáo viên trẻ tại Nam Hàn đang phải đối mặt với những áp lực lớn từ công việc căng thẳng, bên cạnh đó là mức lương thấp và những nhiệm vụ mà các đồng nghiệp né tránh, dẫn tới tỷ lệ nghỉ việc ngày càng gia tăng. Theo kết quả khảo sát vừa được Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Nam Hàn công bố, có gần 90% các giáo viên ở độ tuổi từ 20 đến 30 đang cân nhắc tới chuyện bỏ nghề. Cuộc khảo sát thực hiện với 4.603 giáo viên từ mẫu giáo cho tới trung học cho thấy chỉ có 0.7% các giáo viên hài lòng với mức lương hiện nay, trong khi có tới 93% không hài lòng, đặc biệt là 65% vô cùng bất mãn. Mức lương khởi điểm cho các giáo viên mới vào nghề chỉ dao động từ khoảng 1.630 Mỹ Kim cho tới 1.680 Mỹ Kim, không đủ sống. Sau các khoản khấu trừ, thì lợi tức còn lại của giáo viên thậm chí còn vào khoảng 1.480 Mỹ Kim mà thôi. Báo cáo của Bộ Lao động Nam Hàn vào năm ngoái cho biết như sau, lợi tức trung bình sau khi trừ thuế của các giáo viên mới là 1.720 Mỹ Kim, tức là thấp hơn so với mức chi phí sinh hoạt trung bình tại quốc gia này là 1.840 Mỹ Kim cho một người Số lượng các giáo viên nghỉ việc đã tăng từ 448 người trong năm 2020, đã lên thành 576 người vào năm ngoái, đặc biệt là các giáo viên có dưới 10 năm kinh nghiệm. Các chuyên gia giáo dục cho rằng cần phải thay đổi mức lương và điều kiện làm việc để giữ chân các giáo viên trẻ tuổi.